sao anh bắn được người yêu chứ? Gắng chăm sóc cho ba mẹ và bé Nhi. Thì có gì liên lạc với chị nha. Chúc mừng ban chuyên án K28 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn anh. Tại sao vẫn phải đi? Em không thuộc về nơi này. Chúc chuyên án thành công. Cảm ơn anh. Chiều. À, chào cô Quỳnh Thư. Chào anh. Các đồng chí đã sẵn sàng thực thi nhiệm vụ mới của mình chưa? Sẵn sàng. Anh làm gì vậy? Đứng đó. Làm sao anh bắn được người anh yêu chứ? Em mắc cười quá. Gặp đi. Em giúp anh một điều được không? Tôi không giúp gì được anh đâu. Ra đầu thú đi. Đừng nhớ tới giờ sợ công an. Em bắn anh đi. Bắn đi. Không. Tôi không bắn anh. Tội của anh có luật pháp trừng trị. Nên bị luật pháp trừng trị. Anh sẽ ra đầu thú. Nhưng mà cho anh ôm em một cái được không? Đứng im. Ok. Không sao. Đứng đâu? Không sao đâu. Cho anh ôm em một cái đi. Đừng quên anh nha.
ở nhà ngoan nha. Con nhớ là phải nghe lời của mẹ và ông bà ngoại đó. Khi nào bà hết công tác rồi bà sẽ về với con. Nhưng mà ba đi công tác chừng nào ba về? Gì? Ba con sẽ về sớm thôi. Con ở nhà nhớ nghe lời mẹ con nha. Dạ. Ba, ba nhớ gọi điện thoại về cho mẹ với lại con nha. Ba biết rồi. Con ngoan nha. Dạ. Anh đi nha. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ráng chăm sóc cho ba mẹ và bé Nhi. Mẹ con... giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Anh cẩn thận nha. Em và con sẽ đợi anh về. Anh biết rồi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con ơi, có gì ở nhà mẹ chăm sóc vợ với con giùm con nhé. Con yên tâm, ở nhà có ba có mẹ sẽ lo cho tụi nó. Con yên tâm đi. Con yên tâm đi, ba tin là ba sẽ vượt qua được mà. Lên xe đi con. Sơ mật đã được in ra. Trong này là những thông tin về các quan chức bị tha quá, mua chuộc, những tay sát thủ giết thê liên quan đến công ty Quỳnh Long Nam và các hoạt động ngầm của công ty này. Ban chuyên án K28 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn anh. Chào cô. Thì ra anh hai tôi đã đưa cô yêu tinh đi về nhà. Xin cô nói năng cho phải phép. Tôi xin lỗi. Tôi là người báo tin xấu cho cô. Ba của cô đã qua đời vào ngày hôm qua khi chúng tôi bao vây ngôi biệt thự. Và anh hai của cô đã tự sát. Cô nói gì? Cô nói đâu? Bình tĩnh. Ngồi xuống. Cô nói đâu? Tôi không tin. Tôi không tin. Mà tôi không có chết như vậy đâu. Anh hai tôi, anh hai tôi không thể nào tự sát được. Tất cả là tại cô. Tại cô mà có cái chết bị thương đó. Tôi giết cô, tôi phải giết cô. Tôi giết cô. Cô ngồi xuống. Quỳnh Nhi, cô bình tĩnh lại đi. Gia đình của cô hoạt động phạm pháp thì phải bị pháp luật xử lý và trừng trị. Tại sao cô không nghĩ rằng chính gia đình cô đã giết chết bao nhiêu người vô tội? Cô Quỳnh Nhi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hợp tác với công an đi. Anh Dũng, anh là công an, chị hơi cho mày ngu quá.
mày đã giết ba mày rồi, mày đã hại chết anh hai của mày rồi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Mọi chuyện qua rồi, bây giờ là lúc cô nên thành khẩn khai ra tất cả những gì mà cô và gia đình cô đã làm. Hy vọng pháp luật sẽ khoan hồng cho cô. Tôi không cần. Một khi tôi đã chọn con đường này thì tôi đã biết sẽ chết chắc. Tôi chỉ ân hận một điều, tôi đã quá yêu anh mà thôi. Hai anh em tôi đã quá mù quáng rồi. Ba ơi, con xin lỗi ba. Mày ngu quá rồi, mày ngu quá rồi Quỳnh Nhi ơi, mày ngu quá, mày ngu quá rồi. Mày đã hại ba mày rồi, mày đã hại anh mày rồi. Mày ngu quá Nhi ơi. Anh đi đi, anh đi đi vô khuôn mặt tôi, anh đi đi. Cô hãy bình tĩnh lại đi. Anh đi đi, anh ra khỏi đây, anh ra khỏi đây đi, ra khỏi đây, tránh xa tôi ra. Thấy cơ ngơi trang trại của anh, tôi mê quá. Tôi mừng cho anh đó nha. Sau này về hưu, nếu anh muốn về để sống thì cứ cất nhà kế bên đây nè. Sống ở đây cuộc sống thoải mái và an lành lắm. Ngồi đây đi anh. Ngồi đi anh. Cô mời ba. Cô mời chú. Mời anh Đức, chúc sức khỏe anh. Chúc sức khỏe mọi người. Dũng, ráng ăn nhiều cho mau bình phục con. Anh chỉ cứ yên tâm, bác sĩ đã kiểm tra vết thương rồi, nó đã bình phục hẳn rồi. Dạ. Anh hai ăn đi anh hai, nhanh cậu tìm chị gái cho em nữa đó. Từ từ đi con, anh hai còn nhiệm vụ phải làm nữa mà. Ủa, mà chừng nào anh hai mới giới thiệu bạn gái cho cả nhà biết vậy? Ba mẹ đang mong lắm á. Được rồi, chuyện đó cứ từ từ, có gì gấp đâu nè. Anh à. Thưa anh chị, hôm nay tôi về đây á, lời đầu tiên là tôi cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho cháu Dũng đây tham gia đội đặc nhiệm, vừa đánh chiến án thành công. Dạ. Yeah. Thứ hai là tôi thông báo cho anh chị biết, cháu Dũng sẽ đi xa cùng với anh em đội đặc nhiệm để lập chiến công mới. Dạ thưa ba mẹ, có một chuyên án quan trọng mà con rất muốn tham gia, cho nên là thời gian sắp tới con lại phải xa nhà một thời gian nữa. Mong ba mẹ thông cảm cho con. Dũng à, ba đã cho con tự quyết định con đường của mình rồi, cho nên con cứ làm điều gì mà con cảm thấy đúng, bởi vì ba mẹ rất tin tưởng ở con. Con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha con. Dạ. Anh Đức à, vợ chồng tôi giao phó cháu Dũng cho anh đấy nghe. Anh chị cứ yên tâm, bên cạnh cháu Dũng á có rất nhiều anh em bên cạnh để hỗ trợ. Yeah. Anh hai mới về có vài ngày là đi mất rồi. Anh đi công tác mà. Em gái ngoan, ở nhà thay anh chăm sóc cho ba mẹ giúp anh. Em biết rồi, nhưng mà anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết mà. Mời anh Đức, mời cả nhà, chúc chuyên án thành công. Cảm ơn anh. Ăn đi không? Con, ăn đi cho nóng. Dạ.
Tại sao Mận phải đi? Tôi làm cái gì cho Mận buồn hả? Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi, rồi nghe em nói nè. Em cần phải đi. Em không thuộc về nơi này. Thời gian qua, vì sự xuất hiện của em đã làm cho anh và chị buồn, còn làm cho gia đình anh bị xào xáo, không được hạnh phúc. Em không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của anh. Nhưng mà em đi đâu? Em một thân một mình, lỡ có xảy ra chuyện gì thì ai lo cho em? Anh à, trước nay không có anh, em vẫn sống được mà. Em bán căn nhà này và sang sạp trái cây cho người ta rồi. Tại sao em làm vậy? Cô Mận, tại sao cô làm như vậy? Sao bà biết ở đây mà bà tới? Còn không, tại sao mở đây? Em mời chị ngồi. Em chính là người mời chị tới đây. Trời, em mời chị uống nước. Hôm nay em mời chị tới đây là để muốn xin lỗi chị. Là vì trong thời gian qua em đã làm cho chị đau khổ rất nhiều. Em cảm nhận được sự cô đơn của chị trên chiếc ghe, lúc anh Sậy ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Chị à, em đã cô đơn bao nhiêu năm qua, cho nên em rất hiểu cảm giác đó. Cô Mận à, chuyện xảy ra thì tôi không có trách cô đâu. Nếu có trách thì tôi tự trách tôi. Cô có quyền đi tìm hạnh phúc của mình mà. Tôi trách cái bản thân tôi là không biết lo cho ổng. Thật sự giữa em và anh Sậy không có xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn, cho nên chị đừng có hiểu lầm em với ảnh. Đúng đó, đây nè, như tôi với cô Mận á, thiệt tình là không có chuyện gì xảy ra hết á, chỉ là tình cảm trong sáng mà thôi. Nhưng trong lòng ông lúc nào cũng nghĩ tới cô Mận. Tôi biết cái ghe không còn là nhà của mình nữa rồi, phải không? Trước khi tôi cưới bà, tôi có kể cho bà nghe là tôi có quen với cô Mận từ hồi đó kia mà. Thật sự trong cái chuyện này tôi mới là người có lỗi đây nè. Tôi có lỗi với bà, với cô Mận nhiều lắm. Thật sự em mới là người có lỗi. Nếu em không cho anh Sậy có cơ hội quan tâm, chăm sóc em, thì anh Sậy đâu có làm cho chị buồn như vậy. Cho nên em đã quyết định rời khỏi nơi này. Đó là cách duy nhất để em có được cảm giác em không là người có lỗi. Cô Mận à, hay là cô ở đây đi, cô đừng đi đâu nữa hết. Chị em mình làm bạn với nhau được mà. Mận à, Mận đừng có đi. Tôi hứa với Mận là tôi sẽ không có làm cái gì để cho Mận khó xử nữa đâu. Không, em đã quyết định rồi. Em mong anh chị hãy hiểu và thông cảm cho em. Chị à, có những chuyện không thể dễ dàng vượt qua bản thân mình được. Có những điều không phải cứ muốn quên lòng mình quên được đâu chị. Trời ơi, em phải đi thôi, đó là cách duy nhất. Anh chị đừng bận tâm chuyện này nữa, em có thể tự lo cho mình được mà. Em không có sao đâu, chị đừng có lo. Đã quyết vậy rồi thì có gì liên lạc với chị nha.
chị vẫn luôn ở gần chỗ này. Dạ em biết rồi. Chị ơi, chị đừng buồn em nha chị. Chuyện là vậy đó con. Con thấy ba với má như vậy con mừng lắm. Thật ra cái chuyện của cô Mận á, má cũng thấy tội cho cổ lắm. Cổ sống cô đơn cả một đời, mặc dù cổ không thiếu một thứ gì hết đó con. Cổ chỉ thiếu tình thương hạnh phúc của gia đình thôi. Bây giờ thì cô Mận đã đi rồi, má nghĩ lại á, má mới là người có lỗi. Vì má ghen tuông quá à, cho nên má không còn là chính má nữa. Nghe má dặn nè, sự ghen tuông của người phụ nữ chính là liều thuốc độc sẽ giết chết mình. Sau này con có người yêu hoặc chồng, con phải nhớ nha, con đừng có ghen tuông bậy bạ đó. Con nhớ. Dạ con nha. Nhớ rồi. Có chuyện gì á, con cũng phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành đó. Má thấy trong thời gian vừa qua chính má làm khổ má đó con. Má cũng biết vậy nữa hả? Ừ. Chào ấy. Anh Dũng. Cô chào bác. Cô chào bác. Em rất là ấn tượng anh từ lúc mà anh cứu em ở trong rừng khi huấn luyện á. Còn em á thì đúng là một học viên xuất sắc đó. Sau chuyên án lần này, anh thấy việc lựa chọn kem vào ngành là hợp lý đó. Chuyên án này là một thử nghiệm, nên đúng hơn là một ký ức em không bao giờ quên được. Có quá nhiều chuyện xảy ra và đã giúp em trưởng thành hơn. Nhưng thực sự em luôn bị ám ảnh hình ảnh của Quỳnh Nam tự tử trước mặt em. Có lẽ anh ta không bao giờ muốn em quên hình ảnh đó. Anh hiểu tâm trạng của em. Khi mà anh nhìn thấy Quỳnh Nhi ở trong đại gia, cô ta gào thét. Thực sự thì lúc đó lòng anh cũng đau lắm. Vì anh hiểu tình cảm Quỳnh Nhi dành cho anh, vì cả tình yêu Quỳnh Nam dành cho anh rất sâu sắc. Vì vậy phải mất một thời gian chúng ta mới nguôi ngoai được cảm xúc. Và em cũng hiểu là cuộc đời này cũng giống như dòng sông, trôi đi miên man và không bao giờ dừng lại. Để chúng ta phải biết học cách quên những gì cần phải quên, để Diễn Tinh bước vào một chuyên án mới, đúng không anh? À, em quên hỏi nữa, anh xuống đây thăm gia đình của em rồi còn có mục đích gì nữa không? Thủ trưởng yêu cầu anh về đây gặp em để động viên tinh thần, với lại chúng ta được phân công nhiệm vụ mới.
này tên là Un Chi Hun, trùm băng nhóm mafia quý bà chuyên nhập hàng vào Việt Nam. Hàng của họ là một loại hóa chất độc hại cho con người. Hiện bà ta đang liên kết với Hoàng Phát. Đây là hình của Hoàng Phát. Người đàn ông này là một đại gia trùm buôn lậu hóa chất từ Hàn Quốc về Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chặn đứng và phá vỡ mối liên kết ngầm này để đưa bọn chúng ra ánh sáng. Các đồng chí đã sẵn sàng thực thi nhiệm vụ mới của mình chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chuyên án Y-27 bắt đầu. Rõ. Ủa? Tôi biết rồi. Có gì chúng ta sẽ liên lạc sau. Vậy nha. Sorry, xin lỗi. What time? Không sao. Sorry. Vậy xem phải. Chúng ta đi cùng một chuyến bay à? Em chưa chịu là gì? Đã chuẩn bị gì rất kiểu để gặp bạn. Mời bạn. Thank you. Cô hãy nhìn đi, tất cả tàu bè ra vào khu vực này đều thuộc quyền kiểm soát và quản lý của cảng Long An chúng ta. Dạ, cô biết rồi chú. Một khách hàng thân thiết của chúng ta, anh ta đang chuẩn bị đầu tư một dự án bất động sản rất lớn ở Bình Dương. Với khách hàng này, cô nhớ phải mềm mỏng nha. Anh hai. Sao? Anh khỏe không? Bữa nay đến đây có chuyện gì không? Có, đến để bàn với anh một số công việc luôn. À, cô đây là... À, đây là Quỳnh Thư, nhân viên mới của tôi đó. À, chào cô Quỳnh Thư. Chào anh. À, em xuống đây có một số công việc mà cũng chưa rồi. Mời anh cùng đi ăn cơm với em và cô Quỳnh Thư đây cùng đi chung. Anh thấy sao? Dạ, em cảm ơn lời mời của anh, nhưng chắc phải hẹn lại lần sau rồi. Em đang giải quyết rất là nhiều việc. Vậy thì tiếc quá, để dịp khác tôi mời cô Quỳnh Thư đây dùng một bữa. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Dạ, con xin phép lên công ty trước. Dạ, con chào chú. Trước đi. Lát nữa tôi và cô bàn công việc nha. Dạ, con chào chú ạ. Em chào anh. Yeah.